Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Ở những video trước em đã review rất nhiều chiếc xe XCR 3500, nhưng hôm nay em về một chiếc xe cao cấp hơn, cũng thuộc dòng XCR, đó chính là chiếc Gian XCR 3700. Nó cao cấp ở đâu? Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe này. Đây là tổng thể chiếc xe, hình thức chiếc xe. Đây là chiếc xe mới nhất mà từ trước giờ nhà em về, vẫn sáng bóng, không một vết xước. Đây các bác có thể xem cận cảnh. Hình thức em đánh giá đây 98-99%. Đây vẫn còn dính ít ni lông của xe mới đây. Xe này như được chủ trước mua về sưu tầm, họ chỉ trưng bày thôi, không đi. Rất mới. Đây chú bóng loáng, không vết xước nào cả. Như những xe Gian khác thì xe này được làm hợp kim nhôm alloy X, siêu nhẹ siêu bền. Cọc yên mở Gian, đây nhãn hiệu yên cao cấp phản quang. Sườn xe có size F phù hợp các bác, từ 1m6 đến 1m7, trên dưới 1m7 đi được. Dây âm sườn, những chiếc xe dòng cao cấp có dây âm sườn này, dây đi âm. Phốt ghi đông của Gian chính hãng. Và đây là điều khác biệt với xe XCR 3500 ở cấu hình. Xe sở hữu bộ chuyển động DOJ. DOJ là xếp trên Antut, Acera, Toley và Alivio. Xe 3500 thì chỉ dừng ở mức Alivio thôi. Còn DOJ gọi gần như là trùng cuối của những dòng touring địa hình rồi. Đây đùi đĩa trục rỗng cao cấp, đùi đĩa nhôm trục rỗng. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, rất là mới, không một vết xước vào luôn. Và DOJ đến SLX, DOJ LX đây. Đây là gạt đĩa DOJ LX. Tay bấm xả SLX, DOJ rồi đến SLX. Cấu hình xe này gọi thuộc hàng khủng nhất của dòng touring rồi. Phanh dầu Shimano của Nhật, tay nắm Gian chính hãng nguyên bản luôn. Đây soi các bác xem tay nắm của Gian. Lớp sơn quá đẹp. Dòng XCR thì nổi tiếng là có giảm xóc rồi, em không cần giới thiệu đâu. Xe sở hữu cặp vành hai lớp, nhôm hai lớp của Gian luôn. Em sẽ gửi thông số cho các bác. Lốp này 700 × 38C, Mayer chính hãng của Gian. Đây bộ vành nguyên cặp đây. Các bác có thể search
cặp vành này trên Google. Đây một cặp vành rất là cao cấp này. Và đây là mã vạch. Xe được sở hữu cấu hình 10 lít 2 đĩa. Xe này khác biệt với xe XCR350 là chỉ có 2 đĩa, bỏ 1 đĩa nhỏ. Phù hợp các bác gọi là đi đường phố nhiều hơn. Hình thức lốp, lốp sau này, lốp sau lốp trước rất là mới, hầu như chủ trước không đi tí gì luôn. Đấy, thấy không? Gai không bị mòn tí gì cả. Xe có phanh dầu Shimano. Phanh dầu. Bộ phanh dầu thủy lực. Bây giờ em sẽ test chuyển động các bác xem. Bây giờ xuống đĩa, à xuống lít. Rất là mượt mà. Trơn, nhẹ nhàng lên lít rồi. Nó mượt mà chân chu luôn. Bây giờ em sẽ lên đĩa to các xem. Hầu như không một lỗi nhỏ ở một cái xe đã qua sử dụng mà hình thức với là chất lượng còn trên 98-99%. Xuống đĩa, đây ơi, chính hãng của Gian quay quá bon. Và em đã review xong chiếc xe Gian XCR3700. Hình thức rất là mới. Này, cấu hình thì cực khủng. Các bác quan tâm chiếc xe này hãy nhắn tin Zalo 0975709943. Hiện tại cửa hàng em đang bán chiếc xe này với giá 11 triệu rưỡi. Bảo hành 1 năm và ship hàng toàn quốc miễn phí. Và các bác hãy nhấn theo dõi kênh Kiên Xe Đạp để xem những chiếc xe mới về bên em. Xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.